Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn xin được gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Hôm nay em Toàn có một sản phẩm là gốm của Anita. Hàng này thì hàng khá là sâu tuổi rồi các bác nhá. Hàng rất là sâu tuổi rồi, họa tiết vẽ full bình luôn. Nhưng mà bình này thì là nó dáng thì nó hơi hơi độc lạ một chút đây các bác này. Đấy. Các bác thấy chưa? Đây các bác xem cái chuyện của nó phê luôn. Ấy, chuyện chuyện này thì là khá là sâu tuổi rồi các bác nhá. Đấy, hai em này của Adita. Đây các bác xem chuyện nó này. Đấy. Hàng chuẩn VIP luôn nhá các bác nhá. Hai chiếc này là chiều cao của nó 46 nhá mọi người nhá. Đây để em đo cái trước cho các bác này. Hai cái này y như nhau rồi. Cao 46 này. Cái này cũng thế, cao 46 này mọi người này. Cao 46 miệng đây các bác. Miệng của em này là gần 12 này. Đấy, 12 này. Chiều này của nó là miệng nó là 14,2 thì tính 12 à 14 này mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Kiểu dáng nó như này nhá mọi người nhá. Chiếc này cũng thế, hai chiếc thì y như nhau rồi các bác ạ. Đây. Gần 12 này. Cái này hơn 14 một chút này. Đấy, đây các bác xem ở bên trong này. Hàng men bóng nha mọi người nhá. Đấy. Tình trạng rất là ok luôn. Hai chiếc này khá là sâu tuổi luôn. Đấy, em đo con này thì là nó kiểu hơi hình thoi lên nhá mọi người nhá. Ở dưới này nhỏ, trên nó to hơn một chút. Đây, em đo hai đoạn cho các bác xem hình dung ra này. Đây là phần trên cao nhất là 67 nhé mọi người nhé. 67, phần cuối cùng của nó là 55 nhé mọi người nhé. Phần cuối cùng của nó 55. Hai cái thì là nó giống nhau thôi các bác ạ. Đấy, cao 6, trên này 67 này. Dưới là 55 các bác ạ. Dưới là 55 nhé các bác nhé. Hai em này thì là họa tiết tích vẽ tay như nhau luôn. Đấy, và các bác xem này. Để em đặt lên bàn xoay, em xoay cho các bác xem cái họa tiết của nó nhé. Để em phải chỉnh máy quay lên một chút nên là nó mới quay được các bác. Đây các bác, họa tiết đây. Đây một bức nhỏ này, bức này bức to này. Họa tiết toàn bộ vẽ tay nổi khối hết lên này. Màu phối màu khá là đẹp luôn các bạn. Cặp này thì là khá là sâu tuổi rồi các bác nhé. Em không dám khẳng định bao nhiêu nhưng mà nó phải trên 100 năm rồi. Vì là nó có dấu hiệu của thời gian rồi. Đấy, như trước này thì là nó độ ngót của nó không nhiều. Đây các bác. Đấy, họa tiết này rất là đẹp luôn. Đấy. Em này thì là nó không có độ ngót nhiều bằng cái chiếc này. Đây chiếc này các bác này. Chiếc này ở cái góc này nó không sao nhá các bác nhá. Đây. Đây góc này thế. Đây cái góc này nó có một cái như này. Đây các bác xem này. Đây là không phải là nó bị nứt hay như nào nhá các bác nhá. Đây là cái vết này gọi là vết thời gian này các bác. Khi nó độ co ngót gốm là nó có này các bác này. Các bác chơi bình là sẽ biết này. Cứ không cần phải giải thích làm gì nhiều cả. Đây đây các bác này. Đấy, nó chỉ có một chút này nó là độ co ngót của gốm. Chuyện thì thôi rồi thôi. Ối rồi ôi luôn các bác. Đấy, chuyện đẹp chưa các bác? Quá là đẹp luôn. Họa tiết này, vẽ này. Dáng bình lại rất là độc lạ nữa. Đây các bác xem. Đấy. Họa tiết thì hai chiếc thì họa tiết y như nhau rồi các bác. Trên này là những cái chỗ phẩy này là cũng toàn bộ là vẽ phẩy vàng nhé mọi người nhé. Này khá là đẹp luôn. Trước một cặp này em thấy là khá là ưng đấy các bác ạ. Dáng nó lại độc lạ nữa. Nếu mà các bác nào mà ưng ý cặp bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962
9468 mọi người nhá. Đây em cho các bác xem trên cổ nó này. Đấy. Đây. À, những cái chỗ này chấm bi hết lên nhé mọi người nhé. Họa tiết đây. Đấy. Chiếc này cũng thế nha các bác nhé. Họa tiết thì y như nhau rồi. Hàng vẽ tay xịn sò luôn. Đấy. Đây các bác. Đây, chuyện đây các bác. Đây, các bác nào mà ai mà ưng ý kết cặp này để về trưng bày, để thêm vào cái phòng trưng bày của nhà mình thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy chưa, quá là đẹp luôn, quá là chất luôn. Và em để đó nó đối chiếu như này cho các bác hình dung ra. Đấy, họa tiết đấy. Đây, họa tiết này mặt này thì là nó giống nhau đây mọi người. Khá là đẹp luôn, cao 46 mọi người nhá. Cao 46. Đấy. Thôi em Toàn xin phép vào kết thúc video đây đây mọi người. Nếu mọi người ai mà ưng ý sản phẩm này mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá.